chi để cùng nhau câu lấy non sông. Quê Thái Hồng người anh hùng đất Việt đã vùng lên đuôi giặc Pháp tham tàn. Tuổi còn trẻ nhưng tràn đầy nghĩa khí. Việt Nam Quốc dân đảng lên trình bày về hiện tình đất nước, xác định lập trường, đường lối và sách lược đấu tranh của Việt Nam Quốc dân đảng. Thưa quý vị, đồng chí Lê Thành Nhân đã tham gia Việt Nam Quốc dân đảng tại quốc nội, xuất thân từ trường võ bị quốc gia Việt Nam. Hiện nay, đồng chí là thành viên hội đồng lãnh đạo, chủ tịch hội đồng chấp hành Trung ương Việt Nam Quốc dân đảng. Kính mời đồng chí Lê Thành Nhân. Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, kính thưa quý vị lãnh đạo các chính đảng, cộng đồng và các đoàn thể đấu tranh, kính thưa quý nguyên lão và các anh chị em Việt Nam Quốc dân đảng khắp nơi trên thế giới và trên đất nước, kính thưa quý thân hữu và các bạn trẻ thân mến, tôi xin thay mặt Việt Nam Quốc dân đảng cảm ơn toàn thể quý vị đến tham dự buổi lễ hôm nay. Chúc quý vị được dồi dào sức khỏe để tiếp tục công cuộc đấu tranh cho một Việt Nam được tự do, dân chủ, không cộng sản. Kính thưa toàn thể quý vị, cách đây 6 năm, vào tháng 4 năm 2016, Việt Nam Quốc dân đảng đã tổ chức đại hội thống nhất toàn đảng để chấm dứt tình trạng phân hóa hệ phái Việt Nam Quốc dân đảng. Đại hội Việt Nam dân đảng hôm nay là sự tiếp nối của đại hội tháng 4 năm 2016, khẳng định sự thống nhất bền vững và quyết định đường lối đấu tranh của Việt Nam Quốc dân đảng trong những ngày tới. Sau đại hội tháng 4 năm 2016, Việt Nam Quốc dân đảng đang tiến hành công cuộc đấu tranh thuận lợi thì cơn ác mộng đại dịch virus Vũ Hán đã ập tới trên toàn cầu, cướp đi nhiều triệu sinh mạng của con người. Sinh hoạt xã hội bị ngưng trệ, mọi người lo âu về nhiệm dịch và sinh kế gia đình. Tắc chắn các đoàn thể đấu tranh chống cộng người Việt, trong đó có Việt Nam Quốc dân đảng đều cùng chung số phận. Trong hơn 2 năm đại dịch, nhiều chiến hữu đấu tranh cho tự do dân chủ đã vĩnh viễn ra đi. Việt Nam Quốc dân đảng cũng mất đi một số cán bộ xuất sắc. Hôm nay, chúng ta cần dâng nén hương lòng cầu nguyện cho linh hồn những người đã khuất được yên nghỉ nơi cõi Việt Nam. Đầu năm nay, đại dịch tạm thời được khống chế thì cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga-Ukraine nổ ra báo hiệu toàn cầu hóa do Mỹ chủ trương xây dựng một trật tự mới thế giới, hòa bình và thịnh vượng đã bị phá vỡ. Do Nga và Trung Cộng đi theo con đường độc tài bá quyền xâm lược, trước mắt thế giới được chia làm hai, đối đầu với nhau như thời chiến tranh lạnh. Và chắc chắn trong những ngày tới, thế giới sẽ bất ổn và nhân loại sẽ không được sống trong thanh bình. Hậu quả của đại dịch cộng thêm với chiến tranh ở Ukraine làm cho tình hình kinh tế toàn cầu suy thoái trầm trọng, vật giá leo thang khủng khiếp, gây khó khăn cho đời sống mọi người, và chắc chắn rằng trong đó tác động rất lớn đến cuộc sống của người dân ở tại Việt Nam. Vốn sống cực khổ với chế độ cộng sản nay là càng cực khổ hơn. Kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta đang chứng kiến những chuyển động to lớn về chính trị lẫn kinh tế trên toàn cầu đang xảy ra. Nó đang thách thức khả năng của các cường quốc dẫn đầu thế giới
và chắc chắn rằng tác hại rất lớn đến các nước nhỏ, nhất là Việt Nam, ở vị thế đối đầu giữa chiến lược vành đai con đường và Ấn Độ, Thái Bình Dương, tự do và rộng mở của Hoa Kỳ đang đối đầu đang một cách rất là quyết liệt. Nhà nước Cộng sản Việt Nam nay đã thay đổi cách tiếp cận với các cường quốc dân chủ ở Tây Phương để xin cứu trợ về kinh tế và y tế chống dịch. Nhưng trong nước thì Cộng sản Việt Nam vẫn bám theo Nga thầu để siết chặt độc tài cai trị, ráo riết bắt bớ và tù đày những ai bất đồng chính kiến, kiểm soát và truyền thông xã hội một cách chặt chẽ hơn, bám chặt quyền lợi cai trị độc tài, đi ngược lại với nguyện vọng tự do dân chủ của đồng bào. Trong đại hội Cộng sản năm 2021, nhà cầm quyền Hà Nội để sản xuất ra một tập đoàn lãnh đạo công an từ cấp thủ tướng. Do đó, chứng tỏ rằng Cộng sản Việt Nam đã quyết tâm dùng chế độ công an trị đối với dân tộc Việt Nam. Gần đây nhất trong việc chống dịch năm 2020, đồng bào trong và ngoài nước đã tận mắt nhìn thấy lãnh đạo Việt Nam không có tiến bộ một chút nào so với 47 năm về trước. Khi còn ở trong bưng biển rừng núi Trường Sơn, từ những ngôn từ phát biểu khẩu hiệu chống dịch lình lạc trồng chéo lẫn nhau làm cho người chết nhiều hơn và cơn bệnh dịch lại mạnh hơn, chứng minh rằng Cộng sản Việt Nam quá tồi dở, thiếu kiến thức căn bản và hoàn toàn bất lực trước việc điều hành đất nước. Như vậy thì toàn dân Việt Nam còn chờ đợi gì nữa, hãy mạnh dạn đứng lên thay thế một chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam bằng chế độ tự do dân chủ tốt đẹp hơn. Kính thưa quý vị, qua sự cai trị độc tài về những vi phạm nhân quyền của chế độ Cộng sản Việt Nam chưa từng có trên thế giới, công tâm mà nói rằng đáng ra các nước tự do dân chủ từ Âu Á và Hoa Kỳ cần hỗ trợ cho những người đấu tranh tự do dân chủ và nhân quyền để giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam, thì ngược lại họ lại o bế có những cuộc thăm viếng ngoại giao thân thiện, viện trợ kinh tế tài chính để tiếp tục chế độ cai trị độc tài tồn tại. Điều này làm cho chúng ta vô cùng thấm thía câu nói của những nhà ngoại giao Hoa Kỳ: không có bạn lâu đời, cộng sản có kẻ thù truyền kiếp mà chỉ có quyền lợi. Và quyền lợi ở đây là xương máu của 100 triệu người dân Việt Nam để chống Trung Cộng khi cần thiết. Đó là lý do tại sao Mỹ và các nước Tây Phương đang vuốt ve chế độ cai trị độc tài Cộng sản Việt Nam. Nhìn thấy Mỹ và các nước NATO tích cực giúp đỡ cho Ukraine chống quân xâm lược Nga hôm nay, chúng ta không khỏi ngậm ngùi về số phận của dân tộc Việt Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975. Nhưng cũng từ cuộc chiến Ukraine cho chứng tỏ bài học rất là thực tế. Thực tế ở chỗ là sợ gì thế giới giúp Ukraine, vì thứ nhất, một mặt Ukraine nằm ở địa chính trị quan trọng của châu Âu, và mặt thứ hai là Ukraine có lực lượng chiến đấu dũng cảm. Hai yếu tố đó là những điều kiện cần thiết đủ để Mỹ và các nước tự do dân chủ giúp cho Ukraine. Tự do không phải là món quà cho không, mà phải đứng lên đấu tranh gian khổ mới có được. Không nên quá đặt nặng hy vọng vào các thế lực ngoại quốc giúp chúng ta và cho chúng ta. Cũng không bao giờ hy vọng Cộng sản thay đổi thể chế. Do đó, đừng xem nhẹ xây dựng lực lượng. Hãy xây dựng lực lượng thì sẽ có tự do, và tất cả các nước tự do dân chủ trên thế giới sẽ đến giúp đỡ chúng ta. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay lễ tưởng niệm lần thứ 92 ngày Anh hùng dân tộc Nguyễn Thái Học và những vị lãnh đạo Việt Nam của dân đảng đã hiến dâng cuộc đời mình cho nền độc lập của dân tộc. Tưởng niệm sâu sắc nhất là nhớ đến những công lao các tiên liệt Việt Nam của dân đảng đã từ xây dựng lực lượng trên sức mạnh của dân tộc mình. Không có sự yểm trợ của một thế lực ngoại bang nào mà đã làm cuộc tổng khởi nghĩa đánh đuổi thực dân Pháp giành độc lập. Đây là thời khắc oai hùng nhất của lịch sử cận đại Việt Nam, đồng thời cũng là nét son không bao giờ phai trong lòng sự Việt khi hình ảnh những người đến phút cuối cùng vẫn còn gọi to Việt Nam một năm. Đành rằng cuộc đấu tranh chúng ta cần hai mặt một đồng tiền, ngoài vần và xây dựng lực lượng. Nhưng trước sau chúng tôi vẫn tin rằng xây dựng lực lượng là yếu tố tiên quyết để chủ động đấu tranh giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam và dễ dàng có sự hiểm trợ của quốc tế.
Đó cũng là một trong những chủ đề rất quan trọng mà đại hội chúng tôi đã ban ngày qua thảo luận rất là chi tiết. Trước khi dứt lời, kính chúc quý vị được dồi dào sức khỏe và sự thành công. Xin thành đẹp. Lời sông núi cho con Việt phải